Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Bộ Y tế, số lượng người mắc đại tràng mãn tính đã lên đến 4 triệu người. Cũng theo thống kê, cứ khoảng 5 người bị viêm đại tràng sẽ có một người chuyển thành ung thư đại tràng, tương đương với tỷ lệ 20%. Con số đáng báo động này cho thấy viêm đại tràng đang trở thành căn bệnh phổ biến tại nước ta, xuất hiện ở mọi đối tượng từ trẻ em cho đến người trưởng thành. Từ thực trạng trên, các nhà khoa học đã nghiên cứu và ứng dụng thành công các hoạt chất thiên nhiên và công nghệ bào chế sâu có trong sản phẩm Anmin hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa và hạn chế nguy cơ viêm đại tràng. Hướng đến việc sản xuất dòng sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên, an toàn, lành tính, mang lại tác dụng cao trong việc hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, viêm đại tràng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tavuco Việt Nam đã cho ra mắt thị trường sản phẩm viên sủi Anmin. Điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm này là sự kết hợp giữa các thảo dược thiên nhiên trong y học cổ truyền như cao hậu phát, cao hoàng liên, cao mộc hương, kết hợp cùng một số vitamin nhóm B và các hoạt chất sinh học như nano curcumin, beta glucan nhằm kháng khuẩn, giảm thiểu các triệu chứng của rối loạn tiêu hóa, kích thích hệ miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ điều trị viêm đại tràng và ngăn ngừa biến chứng do viêm đại tràng gây ra. Bên cạnh đó, Anmin còn được áp dụng công nghệ bào chế sâu, phân tích các hoạt chất thành phân tử có kích thước siêu nhỏ và sản xuất dưới dạng viên sủi, giúp các hoạt chất nhanh chóng phân tán và thẩm thấu trong niêm mạc dạ dày, ruột, cho hiệu quả nhanh hơn các dạng viên nén trên thị trường. Sản phẩm còn được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn GMP và được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Bào chế các cái dược liệu này là những cái dược liệu sạch, và cái đặc biệt là cái dược liệu này nó đảm bảo là tiêu chuẩn GAP của WHO, và cái đảm bảo là áp dụng cái công nghệ là sấy phun xương nó vượt trội hẳn so với công nghệ sấy chân không bình thường. Và một cái điều đặc biệt nữa là được bào chế trên cái dây chuyền công nghệ hiện đại rồi, nhưng mà chuẩn GMP của WHO, và các cái dược liệu đó đã loại bỏ các cái tạp chất và vẫn đảm bảo được các cái tinh chất của dược liệu mà có đầy đủ trong cái viên sủi Anmin để điều trị đại tràng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.